Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi. Nhảy nhảy xuân nha. Đang ung dung trên trời, đặt mây xanh hôm nay xuân trời. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tài đến ngày mùng 2. Em ơi em ở đâu, anh mang trâu cáo qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thật khó rau muốn. Yêu thương lắm mênh mông, vậy thì còn chẳng chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau dây tơ lại nói thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hôm nay nói thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghiêng. Quen lắm luôn á. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Thưa quý vị thân mến, Hồ Phi Nan sẽ là ca sĩ trình bày đầu tiên. Bài hát được chọn là Rồi Tới Luôn. Rồi Tới Luôn. Đây là bản hit rất lớn trong năm vừa qua của Hồ Phi Nan và được rất là nhiều người yêu thích và yêu thương, thậm chí là thuộc từng câu từng chữ luôn. Lợi thế cho em, em đã biết từng vị trí nốt nhạc rồi, thì bên kia chỉ cần lên xuống như thế nào là mình có thể đoán được họ. Khó lắm, em cảm nhận khó lắm chứ không dễ đâu. Em thấy mặt bạn lo lắm anh. Đi hát cũng rất là nhiều rồi, gặp gỡ rất là nhiều nghệ sĩ rồi, nghe rất là nhiều nhạc rồi. Nhưng mà lỡ họ giấu rồi, họ biến cái giọng khác rồi, em đâu có biết được. Giấu là cái cách hát thôi, chứ còn cái giọng mình sao giấu. Cái giọng mình là như thế, nó sẽ như thế. Không sao, có ban cố vấn ở đây, em yên tâm, tụi anh sẽ... Hãy tin em. Em đã nói rồi, em không tin lên nữa. Hãy tin em. Nam á thì em có cái xác sức đón được nha. Nếu nữ thì sao? Thua luôn hả? Thua luôn. Đừng có như vậy. Cuộc sống mình là phải có niềm tin. Dù mình có thua nhưng mà phải đối diện với nó. Đúng. Chắc chắn sẽ thua. Chắc chắn sẽ thua. Đừng lo gì cả. Mình cứ nghĩ là thua đi. Rồi mình cố gắng, mình sẽ thắng. Anh ủng hộ an ủi, em tin em không? Hồ Phi Nan, I always say you. Yeah. Yeah. Ok, chơi đi. Chưa? Chơi. Rồi, thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ có một clip nói về nhân vật bí ẩn đầu tiên, và dĩ nhiên Hồ Phi Nan sẽ không được phép biết, tất cả được tường thuật lại bởi hai người bên dưới. Sẵn sàng chưa? Mời clip về nhân vật bí ẩn đầu tiên. Có một cô gái mặc áo bà ba, bắt khoan gánh lên, đi tới bà ruộng ngồi nhìn. Sau đó lấy cái cặp mắt kiến ra đeo. Đúng. Cười hí hai hớn. Đậu xanh, bưởi, đậu nành, đậu giá. Nói chung là bún bán. Nói chung bán thập cẩm luôn. Rồi cô gái búng tay một cái, lên thành CEO luôn. Quá dữ luôn. Giống như là gái quê lên Sài Gòn á. Sao giống bán áo thun trên nửa vòng trái đất vậy ta? Cái dữ liệu cuối cùng quan trọng lắm. Nó có cái áo màu đen. Cái gì đó màu đỏ. Đỏ đen thì em nghĩ tới cái gì? Cái gì đó màu đỏ? Cái giống như cái nửa cái bản đồ mà nửa cái trái đất phải không anh? Nó màu đỏ, xong cái áo thun màu đen. Nhưng mà cái đầu tiên là mặc áo ba, đằng sau lúa nhiều lắm. Lúa xong rồi cái bán thì gì giống đó? Như dưới quê vậy đó. Bán ở dưới quê là bán hàng thập cẩm. Miền Tây. Đúng. Đúng rồi. Bán chè, cái đó là chè đó. Chè. Miền Tây có thể là gần Nam không chừng. Ai mà bán chè xong thành chủ tịch. Bán chè mà thành chủ tịch. Bán chè xong thành chủ CEO tịch. Mà. Đó. Khó quá. Anh cũng bó tay rồi đó. Chắc là hát sẽ đón giọng được. Chắc không? Không. Hồi nãy tại nữ em, nếu mà nữ là đúng rồi. Nãy em nói là em chỉ rành nam thôi, nhưng mà chương trình cho em một người nữ luôn. Nữ là chắc thua rồi. Đừng lo, bởi vì những người hát ở bên kia bức tường luôn là những người rất nổi tiếng. Em tin anh. Chơi. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi. Thưa quý vị, chúng ta vỗ tay cho nhân vật bí ẩn đầu tiên xuất hiện. Trời ơi. Một người cô gái. Một người cô gái. Một người cô gái là sao? Một người con gái hoặc một người con gái. Em muốn hỏi gì, em muốn hỏi gì? Mọi người cũng chưa thấy mặt đúng không? Đúng vậy. Chưa. Hả? Đang đứng chưa, sao mà la dữ vậy? La cho có không khí. Tính đâu quen chưa. Nhưng mà đón đón được ai không?
cô gái đang đứng làm gì nè, lắc vậy nè, đúng, chống nạnh một bên, ừ, đó, đứng lắc lại. Cao không? Ngang em. Không, cái thấp hơn á, nhờ cái nón á. Không chịu kìa, người ta không chịu. Ok, cao lắm á, mét 8 lận á. Mét 8 lận á. Thôi, tôi không tin ai rồi. Em phải tin anh. Ủa, tự nhiên không tin cái hỏi. Đúng, em phải không tin anh. Không tin mà hỏi. Thôi hát đi. Hát. Phải hát thôi. Ủa, không nói chuyện nữa hả? Không nói chuyện nữa, em tức dữ lắm rồi. Cái bà này, em tức bà lắm. Không hỗ trợ được gì hả? À, không có đưa những cái gì mà cụ thể cho mình. Nó vô nghĩa lắm. Vô nghĩa. Thật sự những cái ý nàng nói là ngồi đây vô nghĩa lắm. Ban cố vấn quá vô hỏi nghĩa. Mà làm em rối thêm không à? Anh nghĩ là phải nhờ âm nhạc thôi. Đúng. Sẵn sàng chưa? Ok. Âm nhạc lần đầu tiên bắt đầu. Nhảy xuân nha. Đang ung dung trên trời, đặt mây xanh hôm nay xuân trời. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tài đến ngày mùng 2. Em ơi em ở đâu, anh mang trâu cáu qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta xem vào quá xa to thật khó rau muống. Yêu thương lắm mênh mông, vậy thì còn chần chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau dây đơn lại nói thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng này nói thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghiêng. Quen lắm luôn á. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Tôi mà chơi là tôi đoán luôn, bây giờ khỏi hát khỏi hỏi gì nữa. Quá dễ. Đúng, em mà không đoán được là giờ đủ hướng đầu em. Đủ hướng đầu. Em nghĩ cái gì em nói theo nghe. Anh nghĩ là ai? Cái tên đầu tiên hiện thôi, ra. Cô đừng có hỏi, cô có biết không mà cô hỏi. Trời ơi, bạn em gần như nhà từ đầu em luôn. Như từ đầu em nói là nữ em thua luôn. Cái vocal nữ đó đối với cái lỗ tai của em ai cũng nó tại em không có nghe nhiều nữ á. Em nghe nhạc đàn ông không hả? Em nghe nhạc đàn ông hả? Nói em nghe nhạc đàn ông không, em có nghe nhạc của anh không? Chết rồi, cái này khó nha. Giờ cho phép em dở cái mic lên rồi em buông xuống được không? Em không biết nói gì về cái câu hỏi của anh nha. Tức là không nghe nhạc mà mình thấy ngân luôn. Em không nghe nhạc. Em không nghe nhạc. Em không nghe nhạc luôn, bây giờ là nó không nghe. Bây giờ không nghe nhạc luôn. Em không nghe nhạc của anh rồi, sao em về em bây giờ? Vậy mình làm nhạc bằng cách nào? Mình làm nhạc bằng cái nhạc của cảm động mình thôi. Còn nhạc của thế giới xung quanh là mình... Cái người thích mình nghe. Không thích Thái Ngân. Không phải đâu. Tại vì chưa có tiếp xúc á. Không có thể là mình anh em mình chưa có tiếp xúc với nhau á. Nãy anh thấy trong đó em thân với anh lắm. Em bắt đầu bắt thân mà. Tại em biết nó sẽ có cái cảnh này. Thân tới khúc này thôi à. Thân dữ lắm rồi đó. Yes. Tất cả chỉ là xã giao thôi. Yes. Dù ghét em cũng cho em một gì đó tí tí đi. Em có biết gì không? Thật lòng em biết gì không? Em biết gì không? Em cũng đoán được thôi. Nhưng mà tất cả chỉ là phán đoán thôi. Tại vì nếu như em đoán đúng thì là do em nghe nhạc bạn này rất là nhiều. Wow, đoán thử nghe chơi. Mình bây giờ mình chưa cần đoán tên đâu. Mình chỉ đoán về phong cách âm nhạc và thể loại âm nhạc. Nhạc thiên về miền Tây giống bạn này. Cái giọng thì em cũng nghe là có miền Tây. Mà cái giọng này là trẻ. Cái phát âm với chính tả là biết liền à. Đúng rồi. Cái giọng trẻ, không phải lớn. Không phải người lớn. Đúng rồi. Chắc chị Cẩm Ly á. Không phải Cẩm Ly đâu. Cẩm Ly liến lái ok. Sao nói giọng con gái là thua mà khẳng định không phải gì Cẩm Ly luôn. Phải. Mà sao? Tại hồi nhỏ nghe Cẩm Ly cũng nhiều. Nghe Cẩm Ly bài gì? Tủ mộng xứ đông nữa. Phố hoa nè. Phố hoa hát sao? Nhỏ em hay nghe đó. Ừ. Em sẽ là người ra đi hát sao? Hát sao? Hát sao? Không nhớ ảo mộng niêu. Em ơi, hình như em không nghe nhạc ai hết á. Ừ. Bé này thì không có vốn kiến thức âm nhạc. Em về thế giới xung quanh ít lắm, thiệt. Em chỉ nghe đúng nhạc của em thôi đó. Ngầm khi em không nghe nó bắt em vào cái đầu đó mà. Người nhà bắt là em kêu tắt luôn, em không nghe. Ngộ ha, ca này ca khó nè. Thôi bây giờ về, chúng ta sẽ chờ đợi giây phút nhân vật
Bí ẩn số 1, mở bằng nè. Phán đoán của La La Trần có chính xác hay là không? Và nhân vật này sẽ gây khó khăn như thế nào cho Hồ Vĩnh Anh? Mời lộ mặt. Thương lắm mênh mông, vậy thì còn chừng chờ chi nữa, ngày mình bên. Annyeonghaseyo. Rất quen nha. Hỏi đi anh, quen lắm. Bạn ơi, biết chưa mới vô là cho mình giữ liền mình gom lại liền. Rồi bây giờ hỏi nè, ủa mình ở miền Tây phải không bạn? Bình Chánh. Ghê không, biết không, chơi địa chỉ luôn ta. Vậy mà đoán không đường nữa là rồi luôn đó. Gan quá à. Mình có cái bài hit nào dạo gần đây không bạn? Dạo này mình không có hit. Đúng rồi. Suy nghĩ về nội dung clip và hỏi người ấy. Thì nãy là bán chè đó. Thấy là bán chè đúng không? Bây giờ mình bỏ cái bán chè qua mình hỏi cái khác. Không, phải cái đó nó quan trọng, nếu nó không quan trọng không, không để mình hỏi từ cái khúc mà lên làm CEO á, xong rồi chuyển qua cái áo thun màu đen đó. Từ khi làm CEO là chuyển qua bán xôi rồi. À, không còn chè nữa. Là mình hát cái bài mấy cái bài nhạc là có nội dung về miền Tây đúng không bạn? Cái này là đúng rồi đó ạ. Dạo này có hay có nhạc miền Tây mà cưới em không, cưới nhau không gì đó. Ừ đúng rồi. Có hát nhạc cưới không bạn? Mình có luôn. Nhưng mà nam không nghe nhạc của nữ, mà nam không nghe nữ này là nam kiểu xót lắm đó. Trời ơi. Nhưng mà anh công nhận là thiếu sót thật sự. Mình có gia đình chưa? Không, cái này quan trọng lắm nha. Quan trọng. Cái câu quan trọng em lắm. Em hỏi câu rất là thông minh luôn anh. Thì cái câu này thì gặp anh trả lời chết liền. Mình đã nhiều lần bị đồn nhưng mà mình chưa có gia đình. Không, cái này không thật đâu. Đúng rồi. Người ta đồn bồ với ai đồn có gia đình. Tại cái câu trả lời hơi dài dòng không thật. Hay quá anh ơi. Em đoán vậy. Em thì xuất sắc. Em không tin ai chứ mà cũng đem. Trời, tại anh nó nói có mấy câu trong hậu trường mà bây giờ em không tin ai hết luôn hả? Cũng đem không tin ai hả? Tin ai hết. Vậy thôi mình về chứ. Em còn không tin em mà giờ em đoán mà em chưa dám nói nữa nè. Phải không? Em có đáp án rồi đó. Ghê. Trong em suy nghĩ bây giờ là có rồi đó. Tại miền Tây nhiều lắm. Cái giọng á thì là không có biết được nha. Nhưng mà nếu mà đoán thì cũng có mấy bạn nữ. Cho cái tên nào. Ừ, đoán thử đi. Út Nhị nè. Ai nữa? Kể thêm đi. Kể thêm thì mình tự rối loạn mình thôi. Giờ mình chắc chốt. Chắc chưa? Chưa từ từ. Chưa, cho em hỏi câu nữa đi. Ok. Hiện giờ là mình làm CEO của cái công ty gì á bạn? Đúng rồi. Mình nói cái này là lộ hết. Nhưng mà mình là chủ tịch chứ mình không phải là CEO. Sorry nha, chứ nãy mình nói với rồi là nữ là mình không có biết ai đâu. Chốt đi. Chốt luôn. Chốt. Út Nhị. Út Nhị. Xin mời, còn âm nhạc còn lại. Có muốn đi về làm dâu thì có bắt anh phải buồn rầu. Sập sình ngàn đông đưa, anh chưa có hứa cho em nhiều đâu. Người đang cần tình yêu này ta cho qua năm sau đám cưới liền tay đã ngày mùng hai có ai vô. Em ơi em ở đâu, anh mang trầu cắm qua anh rất dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thật khó rau muống. Thấm thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mơn mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa, ngày mình bên nhau.
trong. Như ngần ấy năm trôi nhợt nhạt đôi môi, giờ thì đậm màu tân lên ngôi. Dây thơ hồng lại nối thành đôi, anh thấy vui khi gia đình mình nghĩa tình. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế, trên dưới phu thê hai đứa về bên. Tệ thiệt. Xin công tử hay tránh xa ra. Xua đuổi em đúng luôn á. Không nghĩ tới nổi. Hồ Vinh Anh không thể nhận ra được giọng hát của Phương Mỹ Chi. Tức là không có một cái dữ liệu nào, hay là mình không thể nào nghĩ ra đó là Phương Mỹ Chi hay là bất cứ một ai đó. Chỉ là Út Nhị. Không, tại vì bạn bè của em ít lắm. Em nói nghe nè, đây là chương trình này chơi để tìm giọng hát, phải tìm ra bạn. cái kiến thức về người nghệ sĩ cũng ít luôn. Hiểu giọng của Phương Mỹ Chi không? Biết mà biết mấy cái bài Bolero kìa. Bé giờ nó hát cái bài này sao mà mình Bolero là em mới hát gần đây thôi, còn hồi xưa là em hát nhạc miền Tây đó. Áo mới Cà Mau là cái hin cuối cùng đó. Nhớ cái bản đồ với cái áo không? À. Trời ơi, đúng biết, rồi. Không nhớ nổi thật sự. Không, cái tâm lý của anh Nam là vô đây phải là bạn của anh Nam thì anh Nam mới biết. Không, cái người quen quen á, giống như là bạn mẫu trước phải mời cái người em quen quen để em biết. Vậy thì em nói cho bây giờ trước biết để mùa sau mời người thân nhà đình mình hát luôn. Thôi, em cũng định vậy đó. Cho nó dễ chút là nó áp lực chết. Áp lực chết. Ừ. Xin lỗi mạnh vô. Lỗi nha. Bé dễ thương. Bé dễ thương. Phương Mỹ Chi á là... Phải nãy mà liên chút là được rồi. Liên hay lắm. Liên là bé hát nhạc của bé, còn hát bài này là hát nhạc của em. Để không, em không biết mà liên chi. Thì đó, hồi nãy là gán cứu anh chút cũng được. Bây giờ là nhận ra đây là Phương Mỹ Chi chưa? Ra rồi. Hát một bài hát gì Phương Mỹ Chi đã từng hát mà nhiều người biết coi. Không còn con sông, yeah. Nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê em, khắp nơi như là biển khơi. Chập chờn mấy trăm ngôi lân giữa ngón chiều dâng. Những đàn gà con hả? Đúng rồi. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Trời ơi, thuộc một bạn luôn, quá hay. Hai lỗi. Dạ, hết giận tiền, hết giận. Thương nha. Đó, ý là miền Tây nó là thương nha. Bây giờ anh hỏi qua đây, anh hỏi nhỏ cái. Xin hỏi, lên phép mọi người hỏi riêng ấy. Hôm rày á, mình có bị áp lực gì về gia đình không? Hay là cuộc sống có bị gì đó đè nén, hay là mình phải đang chống chọi với một cái gì đó mà ngoài tầm tay của mình không? Không, nó không có tiêu cực tới vậy đâu. Gái là gia đình không cho mình nghe nhạc con gái rồi đúng không? Không có ai mà bắt ép em được hết. Chỉ có bản thân em không ép bản thân em được thôi. Em thích ngủ lắm. Anh đâu hỏi tới cái sinh lý giấc ngủ. Lý do là tại sao em không nghe nhạc á? Là rảnh là đi ngủ chứ không phải rảnh nghe nhạc. Đúng rồi, rảnh mình đi ngủ. Rảnh mình làm nhạc chứ không nghe nhạc. Rảnh là làm nhạc mà bí cái melody, bí là rất là ngủ. Ngủ lẫn lòi ra cái melody. Đó. Hay ta, hồi nãy không nói sớm. Cái lúc mình nhận đó không rảnh, anh Giang cho em ngủ, anh dắt vô ngủ rồi. Đó là những cái thủ thuật của em mà sao mà nói à, được. Thủ thuật. Cái thủ thuật. Vỗ tay cho Hồ Vinh Anh và Phương Mỹ Chi. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOWN.